Ôi, nó cắn. Ôi trời, con lưỡi à? Ừ, vẫn còn môi, vẫn còn môi, im. Nó vừa thổi thử đấy. Im, đây này, hang đây. Ôi thôi. Mất lưỡi rồi. Mất lưỡi rồi. Anh khét ra đi. Thế nó đâu không? Ui, ăn sâu ấy. Móc tay đi cho nó nhảy. Ơ, đi, đi, đi. Đâu? Tóm, tóm, tóm. Tóm đi nó. Im. Em bắt được, em bắt được. Đây. Ui, xa ơi. Ui, chuẩn, chuẩn, chuẩn đấy. Chuẩn, ui, mày à, bưởi. Ui. Hello. Lông, lông cái vô ấy. Ui. Đổ vào nước này đi. Mày à, bưởi, con đầu tiên, con xin đầu tiên. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tam Âu TV. Anh em mình hôm nay đi câu lươn nhưng mà nói chung là đứt tay rồi. À, khả năng là câu nó không hợp lý lắm. Chặt la 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 la. Chặt lư 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 lư. Thôi anh em mình đi móc đi. Móc, móc, móc nhanh hơn đấy. Móc rất là dễ mọi người ạ. Móc khả thi hơn đấy. Từ nãy trượt mất mấy con châu chấu rồi mà. Ờ, thế thì lúc nãy con nhớ mấy cái hang lúc nãy trượt không nhỉ? Đằng bên kia đời đời hang mà trong vườn này đời hang kiểu gì? Kiểu gì cũng đấy. Ở đây không phải. Cũng được. Hang cua. Ấy, bên này này. Hang cua nhá. Ôi. Mấy cái hang ta đang cua con này. Hang cua con nữa không? Im. Mày nhà mình hứa hẹn sẽ được nhiều cua mấy cả nhiều lươn. Về là một lươn giang. Ôi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Hả? Đây có cái đâu? Đây có cái đâu? Ôi, mày ở bụi. Ôi, nó trượt, nó trượt. Ôi, nó bỏ chân ra đây rồi. Ê, tao, tao, tao. Tao bắt được rồi. Đấy. Ôi, nó trượt chơi rồi. Trượt ở đây, trượt rồi. Có một hang đấy, có một hang trượt thằng nó đâu. Nó cứ ở miếng cái bờ này nhiều á. Ốc này. Ốc này. Ừ? Ốc. Ốc làm gì? Bắt lươn đi. Ui, con lươn to này. Ui, ốc này. Ốc. Đây. Đấy. Gì hả? Ây! Gì hả? Cái gì đấy? Được lại nữa. Điều con. Cái hang này sâu lắm. Không có không? Thôi mất dấu mất rồi. À đây. Đấy có cái hang này. Đâu? Cái hang đấy mày moi rồi còn đâu? Em moi không thấy động tĩnh gì. Ờ. Phải hắn này, hắn này. Dùn, cứ tưởng. Sao lắm đỉa đấy nhỉ? Dùn. Dùn á? Ôi, mày phải lấy cái gì làm mốc ấy. Chứ không là líp lỗ mất. Được hai con rồi còn gì nữa. Đây đây, sang bên đây. Sao đi? Anh đi theo anh chẳng cầm xô này. Bạn cái ngốc này lúc này nó chạy hai con mà em nó trơn của em không cầm được. Anh à? Đây này. Hả? Anh ơi. Mày, cua. Mày phải đi kiếm cái cây ấy. Hang cua. Đây mà mọc vào rắn đấy nhỉ. Rắn ở trong nước này không có rắn độc đâu. Mới biết được đấy. Líp mất lỗ rồi. Đây. Đây đây. Đây. À. Anh đi cái này anh chẳng mang dê. Dê ra được. Phải một tay giữ nha, một tay móc theo. Kéo móc với. Đi đi. Cho anh biết hang nào là hang của nó. Thì cứ mò đại đi hên xui. Hang mà có lỗ con đấy á. Hên xui thôi chứ. Ui, ốc điêu. Ơi, ốc nhồi. Ốc nhồi. Ôi, thì có cái gì đâu mà. Lạc ngoài đường có xanh, tiên thần với có canh. Lại được ăn ốc nhồi. Tao như tao vừa sửa thì nó xong.
Trái đất nó tròn lắm. Trái đất nó tròn lắm. Ai cua. Cua sữa. Tao vừa sờ nó xong đấy. Cua con này. Ai nó cặp. Ai à? À đây. Từ, sâu lắm. Hang này sâu, im. Thôi em, tay bị em vừa. Đây, mày sờ thử vào đây mà xem. Đấy, thấy cái đuôi không? Thấy đuôi không? Bỏ ra. Nhưng mà phải vét mạnh nó lên, im, tránh. Hang này hơi sâu. Cái đuôi, cái đầu đây. Đầu đuôi. Đấy, từ. Nào mày giữ đi để tao nhìn thấy hang. Đó. Để giữ ra, để tao móc nhá. Con này to sao ấy. Đấy, mày móc đất này trước lên đi. Cứng. Dâu nó móc vào móng tay em rồi. Tay tao còn đang đau. Ui, con này to phết đấy. Ngứa đấy. Ui, nước này ngứa lắm. Nước này ngứa lắm. Ngứa cứt đấy. Trốn đi. Em đi móc hàng khác. Em móc hàng cua. Ăn luôn nghe khoai lắm. Khoai. Sâu thôi. Rồi, nửa rồi. Hình như hang này cũng ngắn thôi. Ăn cua khoai ăn. Mày không giữ để cố định cho tao. Tù. Chạy mất. Ây, trời quá. Ăn cua thôi chứ. Ây, phải tóm được cái đuôi đó. Kéo lên. Ây da, không lên được. Mẹ mày. Chạy thế nào thoát được khỏi tay đại ca mày. Lên đây. Lên. Ui. Vẫn chưa được à? Chưa. Bỏ đi. Được ạ. Không, mày cứ sờ nhìn sờ và xem. Thấy người nó rồi. Ui. Chưa thể nào bắt được nó cơ. Tổng xì vả là được 3 con rồi. Tôi cầm một con ốc nhồi, một con cua. Cha nướng ngon rồi đấy. Đây. Mày bưởi. Này. Mày bưởi. Mày chuyên không biết tao chuyên đi móc cua à? Móc lốp à? Lốp. Đấy, mỏ khắp thế này này, xong rồi à, nếu mà thấy bẩn lỗ ấy, mày cứ sờ dọc bờ này, cái lỗ đây này, như này lại có hang ở đây này. Tránh cho em. Tránh. Tự tay em lát con này, anh đi bắt con khác đi. Ui. Bắt được không? Ui, sâu á. Mấy? Mấy con này? 2, 4, 5. 5 con rồi. Ui, sâu á. Sâu ơi. Đây, có hang. Sâu một cách kinh điển. Nhanh câu. Anh ơi, nó sâu lắm. Sâu thì bới theo nó ấy. Thứ hang nào sâu mà kia xuống là sẽ có đấy. Đừng có làm mất dấu hang là nó sẽ. Đây này, ghét này. Có thấy không? Có thấy. Hả? Không thấy hang, không thấy con. Hang mày cứ đào đi. Đào theo. Quên không mang cái thuổng. À, có cái thuổng đấy. Mày lên lấy cái thuổng đi. Anh đi mà đào thuổng. Đào thuổng mất dấu. Anh ơi, xem trợ giúp. Tứ tao vẫn đang bận. Ai à. Ôi, tay tao sứt già tiếp rồi. Mở tay quá. Đấy, có một cái hang như mà bây giờ. Đây cơ. Này, chỗ này có một cái đâu. Con này nó ở sâu kinh điển luôn đây. Nhưng mà có chưa? Sâu kinh điển luôn. Bẩn hết mặt em rồi đấy. Con này, cái hố này không có tương lai đâu. Biết thế ở nhà hơn. Anh bảo đây đi câu cá, dẫn ra đây đi câu lươn. Rõ là bẩn. Bẩn hết cả mặt gì. Mày cứ bình tĩnh. Tĩnh gì? Mặt anh cũng bẩn này. Ơi. Lỗ đâu rồi? Có đâu. À, à đây, lỗ đây. Lỗ cua. Đấy là lỗ
chú ơi. Mình phải đào sâu xuống, nó sâu lắm. Quét cái thử. Cứng dưới đất cứng lắm. Con này nó ở cồn lắm mày ạ. Phải câu nó gần lên cho mày bới. Không, tao bới được. Bới nhanh hơn. Có những con sâu thì phải chịu thôi. Nhanh hơn. Câu nó gần lên cho mày tóm. Mất dấu rồi. Chắc đâu, ngứa mũi lắm. Ơ sang mí bên đây này, cháu bùn đấy nhiều hơn, dễ bông khớp bóp hơn này. Sang bên đây cuối. Đâu? Thế anh cầm cái đứa xô đi. Anh lười, trời ơi. Ê cháu đổ không? Anh lười. Đi. Thân bắt em sạch gì vậy? Anh này nó khó lắm. Vừa thấy một con đâu? Ui, cười trẻ á. Vừa thấy một con đầy sạch. Cái chạy đứt tay rồi. Đứt tay rồi. Đây có một hang này, đây có một hang này. Mày mò đi để tao mò hang bên này. Đây này, hả? Tao đang sờ vào lỗ đây này. Hả? Đấy, đúng rồi. Tao sờ hình như có một con lên. Lấy đâu con nào ở nông đấy? Không, tao móc nó lên rồi. Thấy không? Có thấy gì không? Chả thấy gì rồi, tàn bùn này. Lỗ hang đâu? Đây. Chọc theo nó. Chọc mỏi cả tay. Không ăn bắt được con nào thì tí cho nhịn nhá. Tí em bắt được một con nhá. Con ốc nhồi tí nhá. Người cua. Có khỉ gì mà khác. Đây. Ấy. Hàng này 100% có cua. Hàng này mà không có nhỉ. À nhỉ. Cái nhội nhồi này. Ảo nhỉ. Ảo chứ mà ảo. Anh không bắt được thì bắt ra, phải, bắt ra không này. Bắt được thì ui con này to lắm. Con lên mất rồi, con lên to. Dòng mõm. Được mấy con à? Đấy, 2, 4, 6, 7. Cố lấy 2 con nữa là đẹp rồi. Hai, ba, bốn, đưa được có 5, 6 con. 5 con. 5 con nhà ăn được hả? Mỗi khi một con tranh nhau rơi rớt. Đi mình làm chứ khổ. Sao khổ? Này không làm ấy thì có ăn. Nhớ nhá. Cái anh bảo là đi câu. Ờ gì kia, anh chuẩn bị mồi rồi. Câu đi, câu nhưng mà nó không nhanh bằng móc. Câu bao giờ mới được. Mất thời gian. Nhưng mà là đi câu cá cơ mà. Câu lươn nhanh nhất, nhanh nhất. Lại một con ông nhồi nữa. Đây là ông nhồi, ông ấy cũng vàng ấy. Ấy. Ông kêu ông nhồi này. Một con. Ấy. Đâu ấy? Ảo có mà. Không, thật mà. Ấy. Tao lôi một phát tuột phát lên lên rồi sao ấy. Lên rồi nhưng mà nó lẩn đi đấy. Thật. Nó lẩn á? Ừ. Nó lẩn đi đâu được? Bùn gì ai biết được nó lẩn đi quanh đâu. Quanh ở đây gì? Ừ. Nhanh lắm đấy. Thế thì em thành khu khoáng cho mình xem. Có đâu. Chuẩn mất nhanh thật. Đàn ốc ơi. Nhanh nhỉ. Vừa vào 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 phát thấy. Xong mất hút luôn. Đi sang góc bên kia đi. Hả? Mất lên uống đi. Từ từ móc thêm cố lên vài con. Anh ơi. Anh ơi. Đang đói. Hả? Anh. Hả? Anh đi vào kia anh. Câu cá đi. Hả? Cá chua ấy. Hả? Chẳng ngon à. Áo chua đầy cá. Đâu xem nào. Đây cá lóc. Anh em mình lên bắt châu chấu của cá lóc. Để có. Phát đồng có xanh nha. Đi. Chắc đừng có cây nha. Đứng đây. Có cành. Em phải có. À sang ruộng bên này. Sang bên này, sang bên này kiếm vài con nữa được nữa. Đâu. À,
Chiến lợi phẩm của anh em mình, Mão Đệ vẫn còn đang ham hú một cái hàng. Đây. Ừ, tráng xù đã. Đấy. Bắt thêm được à mấy con nữa nhỉ? 3 con nữa. Mấy gì đâu ấy? Tao bắt thêm được 3 con nữa ấy. 8 em. 9 em. 10 em. Tao bắt được thêm 3 con nữa anh này. Anh đi anh chẳng ba... lấy đồ theo. Tí nữa lấy. Đây ông nhồi của mày này, nhồi cái gì? Cái nhồi. Nhồi. Để lấy cho em đường. Được đấy. Sao đây? Cái củi đây. Anh đi tao cầm tao thịt đã, tao thịt đã. Anh vứt cả lưỡi câu của em ở bên kia ấy. Ê xà, anh ơi em thử được cái cây kẹp, kẹp này chuẩn không? Ngon không mọi người? Nhìn thấy đã rớt dãi rồi. Rớt dãi ấy. Mày kẹp đi, mày kẹp đi. Em kẹp cái cây kẹp. Đấy, 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 kẹp đi. Đấy, cho nó kẹp. Em chẳng kẹp câu xấu đấy. Anh khôn đấy, kẹp cây kẹp. Ngon lắm. Ngon lắm. Các bạn đói quá chứ không bắt thêm lúc nữa đấy. Bắt thêm lúc nữa mà được ấy. Được đi, tự tin vào bản thân mình chứ. Anh kẹp cẩn thận vào nhé. Lạc vào đồng cỏ xanh. Lại leo. Thiên thần bay có cánh. Lươn thì phải có ánh. Ngon chưa? Đấy, em chỉ nướng 2 con thôi. Như cổ rắn ấy, kẹp vào, kẹp thêm, không lại thiếu cây nữa. Mày ăn 2 con thôi nhỉ? Em ăn 3 con. Đấy. Tuyệt vời đấy mọi người ạ. Quá là đẳng cấp luôn nhá. Trời, mày lại nhầm nhầy lắm. Anh ấy nhầm nhầy, anh ấy nhất, anh ấy nhất. Con của em hơn giống Phương Hoàng Lửa hơn. Hết sợ. Anh ấy kẹp quán của em. Quán hộ. Tự làm tự ăn. Quái gì nữa đời. Chỉ chú gì nó nung. Quán hộ cá ấy. Xe đất nung mà. Hồi sạch sứ. Sạch sứ. Quán hộ cá ấy nướng ai đang đuổi. Đuổi thật. Đây. Nhìn thấy anh mới làm lần xong rồi làm theo nhá. Quái. Rồi, này. Nướng đi em ơi. Nướng đi anh ơi. Let's say đi em ơi. Nướng đi anh ơi. Rơi hết xuống rồi. Sao anh không bảo em? Tiếp hết dây được còn đâu, chín chưa nhỉ? Chơi chẳng bảo. Ui, đã chín rồi. Nó như, nhìn nó như kiểu rắn mồng ấy mọi người ạ. Wow. Rơi à? Mày đấy mà nướng nhá. Người thấy ngon chưa? Của anh chín thì của em cũng chín. Cần gì phải nướng cẩn thận. Ngon lắm mọi người ạ. Ăn tải được mà. Phê. Đây, ngồi đằng đây. Ủa mày vứt hết ra đất đấy à? Ngon nhỉ? Ngon mà, lươn ngon lắm. Mời tất cả mọi người nhé. Lươn ăn run nên nó béo mọi người nhỉ. Thơm. Chắc thì không? Nhưng mà chung nào chắc thì nhìn thì nó như rắn ấy. Cái má nó nhiều thịt. Ngọt lắm mọi người ạ. Mọi người ngon hơn đợt nướng siêu cay nhỉ? Siêu cay cay quá. Siêu cay cũng ngon, nhưng mà cay. Rát đít. Nhưng của em nghĩ là bỏng đít mà. Bỏng hết cả đít không? Đang ăn
Tước. Tước cái thịt nó. Tước được không? Tước được. Thử tước xem. Đấy. Tước cái thịt. Đấy. Đấy. Ngon nhỉ? Ừ. Ngọt lắm. Nhưng ăn cả xương. Ăn xương ngon mọi người. Anh ơi, mẹ mình ăn rắn, mẹ ăn cá lăn, mẹ ăn cá rớ mà anh ơi mình. Đi câu cá lăn đi. Ừ đấy. Mà phải hình nắng lên. Đấy, hình nắng lên, đi câu cá lăn ăn ngon nhỉ. Nãy em còn thấy một con kia, em đập chuột. Con gì? Con cá lăn đồng. Ừ, vế. Không phải của hai loại cá lăn đồng. Một cá lăn to mập nhưng mà đầu đoạn này vàng vàng này, một loại cá lăn liu điu tí tí trong đời không không ăn được. Đấy là cá lăn đùi. Cá lăn nướng nó rất là ngọt mọi người. Thơm. Ăn cả xương luôn, không bỏ gì hết. Nhưng mà bỏ ruột rồi, người mà ăn run nên phải bỏ. Ăn run là ăn hai cơm. Chúng tấu các cái loại ấy. Ăn lươn ruộng bẩn. Lươn đồng chỉ được băng này là to. To lắm rồi đấy mọi người. Có ngày trước mình đi đánh. Có những con to hơn nhưng mà ít khi. Ít được. Cái bọn lươn run béo này. Nãy gặp nhiều nhưng mà không thèm bắt. Mất công mổ. Mổ nó gà nó tao tao nè. Mổ làm sao được. Chưa chín lắm. Tính tiếp. Sao em chín đến rồi mà anh chưa chín à? Chưa chín lắm thôi. Ngon nhỉ. Béo thật đấy. Ngon quá. Đây này, anh ơi. Da nó này. Sao? Bóc được luôn á. Bóc luôn này. Bóc luôn này. Rồi. Đây, để cho bác con xem. Lột phát mất xương luôn đấy. Ấy, ấy, lột được xương này. Nhìn nó lột xương này. Ấy. Ấy, 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 trời ơi. Nguyên xương, nguyên thịt. Ngon này. Cái đoạn đầu nó cứ sống sống. Ơi, em kèm thịt chuột quá, thì nó đi vun chuột đây. Thì nữa, giải quyết xong đống này đã. Con này thôi, chỉ ra nào. Anh đống ta bị sống ấy. Đâu, cái đầu nó. Tao nữa, chẳng có vừa. Béo, ngậy. Nó có mùi cổ đồng. Có cổ đồng là mùi gì? Mùi bùn. Anh biết sao anh mùi bùn không? Hả? Mùi anh bị bắn đầy bùn vào ấy. Thế à? Cảm mùi. Lươn nướng xiên quê. Hôm nào tao mày làm cá luộc nước chuối này. Gì? Cá luộc nước chuối á. Anh bị dở hơi à. Nước cây chuối á. Ai ăn được cá luộc nước chuối? Nước cây chuối, cây chuối nó có nhiều nước mà. Nước nhiều nhiều. Nước thì mình lọc nước kia thôi. Nhớt à. Cái này sống. Sống phải không? Ừ. Đoạn này cũng sống sống. Cái bàn đường tiếp. Anh nhớ em đoàn trên này bác.
Nấm từ từ này phải ăn từ từ. Nói chung là từ từ. Thưởng thức từ từ nóng mọi người. Rồi anh em mình chén xong này sẽ đi phun chuột đây. Phun chuột tối về chén. Tối về ăn thịt chuột ngon. Tích thịt chuột lại Tết thịt lợn đắt thì lắc mình bếp. Ăn thịt chuột. Ừ. Ăn chuột lắc bếp đi. Ừ, hay đấy. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment ý tưởng bên dưới. Bye bye các bạn. Chào mọi người nhé. Anh không cho mọi người xem đi bắt chuột. À, thế là clip sau nhỉ. Tí nữa. Chào bye mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ Ma Lệ nha. Hãy xem mình kìa.